Ngày 16 tháng 12 tại trường tiểu học Hòa Lợi, Ủy ban nhân dân huyện Thành Phú tổ chức lễ công bố xã Hòa Lợi đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ 9 của huyện đạt chuẩn này. Lãnh đạo Quỹ ban nhân dân xã Hòa Lợi cho biết, thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là niềm vui, niềm tự hào, là thành quả lao động to lớn của đảng bộ và nhân dân của xã. Kết quả này có sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Ban chỉ đạo tỉnh, quyện, sự phối hợp nhịp nhàng của Quỹ ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay vào xây dựng nông thôn mới sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Theo đó, xã đã quy động tổng lực để xây dựng nông thôn mới với kinh phí gần 131 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 57 triệu đồng một năm, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 3,03%. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyện Đào Công Thương đề nghị thời gian tới, qua lợi cần tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cấp quỹ đảng chính quyền đoàn thể xã phải thường xuyên quan tâm không ngừng cải tiến giải pháp lãnh đạo chỉ đạo trong triển khai thực hiện để nâng chất các tiêu chí đảm bảo giữ vững danh hiệu khi kiểm tra tái công nhận tạo tiền đề cho triển khai xây dựng các tiêu chí hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao